Mình chuẩn bị đi săn thủy quái nhà bà ngoại. Sò chín hay sao ngoại? Chín. Để con lấy cho ngoại. Mình gỡ nó ra, nó vậy nè, nó mọt dữ lắm, vậy nè, rồi vậy là con ra con cá nhà ngoại ăn trái cây, wow, ừ cá này nha ăn trái cây, cá ăn chay, thấy cục mồi ba lớn nên là mới biết câu được con cá ba lớn rồi đó, rồi, làm mà lấy đi, rồi. Ui, cục mồi bự như vậy là phải câu được con cá bự. Tiếp nè mấy em ơi. Hay là tại cục màu nó mềm quá ta? Anh vô lấy cục cát đi, cho xài khác đi. Ủng quá vậy? Bỏ đi, đây cát đi, đổ ra ngoài làm chứ.
Mà che được đấy. Vậy bà ngoại qua con nấu bún riêu đúng không? Cái này bự hơn nè. Mình bà ngoại ăn con nhỏ ra vừa. Dữ. Ôi ghê quá. Nó mạnh lắm. Nó mạnh quá ngoại ơi. Kỳ á. Rồi. Chưa quyết định được là sẽ làm món gì. Về nhà tính tiếp. Chân con chiên là con chiên. Dạ. Mà chiên thì ăn ngán. Còn con chân thì nó không ngán. Còn mà rồi tới con mua bún bào thì cà chua thì dạ. Rồi, thôi ngoại qua.